shots, and then like boom, like right there from his axe. Thank you.
tried it. It became disgusting. I'll ever eat dill pickle chips. Did any of my dill was good? There's some kids who liked it. But I hated it. Just don't shove it all into your mouth. Okay, that's what I do. That's really bad. And he said, please help me. I can't find the bathroom. Oh, I'm not thinking about the dumbest, right? Yeah. There's this guy, right? He's like, he calls Fender one. And he's like, so, the lady asked, what's an emergency and where are you? The guy's like, let's not get into that. I have a question. He's like, just like, yes. If I'm smoking a marijuana plant, like, how much trouble I get into. It's like, okay, a lot of trouble because that's marijuana. But what if it's a small plant? You'll still get in trouble. It's like, can you keep on talking about how much trouble you get into like smoking marijuana? Dude, no. Please, can you gotta be smooth. Check this out. Clean this up, woman! Yes. That's how it goes. Why are there so many bicycling people? Bicyclists. Cyclists, that's what I'm saying. Then there's a biker. A dogger. A dog walker. Yeah, a dogger. A dogger? Yeah, I call him a dollar. My buddy was a big winner. The two people. Hi. Hi. Thank you. Thank you. Hi, Sergio. Oh, cool. Peace out. 20 years and the fake winner. I don't see no mountain. Okay, this is a guy, right? Where's the mountain? Zoni, shut up. I'm the grandma sensei, Jimmy Q. I do not see a mountain. I do not see a mountain. Cái này không được xin Giang ơi, cái này nó thấp quá à. Nè, nó không đốt bên đây được quá nè, xin Giang chịu coi. Thằng ốm tập thể dục nè.
Thì lão đây nè, mẹ ăn chay mà làm cái gì cái này? Đó. Cái này nè. Chết quá cái này. Đốc nè. Xin lỗi chú Huy cho biết bữa nay chú Huy làm gì chú Huy? Chú Huy dẫn cái máy đòn này đi tham quan Stone Mountain. Dạ. Chú Huy đang đốn cây nhà chú Huy sợ. Cái này điện thoại đâu có xích nổ đâu gọi. Này tổng này là tổng trưởng chỉ huy nè. Đó. Trà ghế này phải đi vô bán đại mẹ à. Cái nhiêu tiền ba? Mẹ con nè, mẹ con nè, củi nè, mẹ con nè, củi nè. Ngày xưa có bác tiều phu đi vô Stone Mountain lượm củi về nướng thịt ăn. Ngày xưa có bác tiều phu lượm củi về bán, con đi lượm củi về nướng thịt ăn. À,
ừ, coi như đây ăn hết chút tu gô về ăn gì hết mà ăn trời. Tới chiều làm anh ơi. Ăn rồi đi coffee. Coffee rồi còn ăn tiếp nữa mày. Nè bỏ này vô luôn. Ngày xưa, ngày xưa có bà tiều phu có nghèo quá, bà không có tiền bà sống. Cho nên bà lấy hot rót bà lột ra bà nướng bà ăn đỡ. Bà ở nhà nghèo không có tiền ăn cơm, bà mua thịt gì bà ăn thịt trừ cơm. Ngu sao ăn ăn để chút đó bụng sao chút ăn kia chứ mẹ đừng lộn nhiều à, đâu ăn đâu mẹ ơi. Ăn đi Lam, ăn đi Lam, ăn đi Lam. Đẹp quá, thương quá, thương quá.